Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe đẳng cấp, đó là chiếc Mercedes đời 2003, máy 2.0 số sàn. Quý vị và các bạn quan tâm hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386 hoặc 0816662386. Hoặc quý vị và các bạn có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin về chiếc xe. Trên màn hình quý vị và các bạn đây là chiếc Mẹt C200 đời 2003, 4 na răng đúc, lốp của nó cũng còn tương đối 80%. Thì em cũng vừa đi về nên là xe nó hơi bẩn một chút, xe em vẫn đang để lổ máy. Thì nói chung về dòng này thì sơn xi của nó thì cũng tương đối nên là xước sát nhiều, nên là em cũng đã sơn lại, sơn quay lại cả xe rất là đẹp và bóng bẩy. Xi nhan tích hợp trên gương. Thì hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 179 triệu, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm hãy alo cho mình. Đấy. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe. Xe rất là đẹp, máy của nó rất là chất. Từ năm 2003 mà máy của nó cực chất luôn. Máy móc lỗ Enzo. Bên em cam kết xe chưa lưu động, chưa ngập nước. Nên là quý vị ở xa có thể an tâm để mua chiếc xe này. Đấy. Một chiếc xe Mẹt đời 2003. Rất là đẳng cấp cho những ai yêu dòng này. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Thì chỗ này nó cũng hơi lắng nên quý vị và các bạn thông cảm. Nói về nội thất của chiếc này thì vào trong xe các bạn thấy rất là sang trọng. Ghế da, trần nỉ, nguyên bản theo xe. Một chiếc xe sang trọng, nội thất của nó rất là tươi. Đấy, rất là rộng rãi. Hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá 179 triệu đồng. Bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Đây là phần khoang cốp phía sau của chiếc xe. Đấy, rất là rộng rãi, thoải mái cho các bạn chứa đồ. Lốp dự phòng kích kiếc còn nguyên nên là không phải suy nghĩ một cái gì cả. Chỉ với 179 triệu đồng, bên mình sẽ bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Các bạn đã có một chiếc Mercedes đời 2003 số sàn. Một số sàn thì đi rất là chất. Đấy, không như số tự động thì đi nó hơi tốn xăng một chút. Xe đã được trang bị màn hình DVD, cam lùi đầy đủ, điều hòa thì rất là mát. Đấy. Xe thì là gương kính chỉnh điện, xi nhan trên gương. Bô lăng của nó từ những năm 2003 mà cũng rất là giữ được độ sần. Đấy. Nội thất của nó thì không thể chê được một điểm gì cả. Rất là sang trọng. Ghế da, trần để nguyên bản theo xe. Thì hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 179 triệu, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe, hay là cũng như là nhiều chiếc xe mới về cửa hàng. Thì trong thời gian qua mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và mình cũng rất mong trong thời gian tới sẽ có rất nhiều người xem và đăng ký có nhu cầu like. Nếu có mua xe hãy alo trực tiếp cho mình ngay kênh. Xe thì còn đăng kiểm đến tháng 1 năm 2019. Một chiếc xe Mercedes đấy, lì của nó này, trần lì nguyên bản theo xe. Cho những ai yêu dòng này, thích dòng này, chưa sang thì đấy, một sự lựa chọn hoàn hảo. Xe được trang bị rất nhiều túi khí. Bô lăng cần số rất là đẹp. Thì quý vị và các bạn quan tâm hãy alo cho mình để nhận được nhiều thông tin về chiếc xe. Thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua về chiếc Mercedes C200 đời 2003 số sàn, xe cực chất. Máy móc của nó đấy. Quý vị và các bạn quan tâm hãy alo cho mình ngay để nhận được mẫu xe này.
chiếc xe rất là đẹp. Chỉ với 179 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có một chiếc xe để đi, một chiếc xe đẳng cấp doanh nhân. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu qua về chiếc này, thì rất mong quý vị và các bạn quan tâm. Mình cũng liên tục cải tiến để đưa đến cho quý vị và các bạn những mẫu xe mới về cửa hàng. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chiếc xe tiếp theo sẽ về cửa hàng của chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.